Chào mừng đến với kênh YouTube Trải nghiệm cảm xúc, vượt khó khăn và hoàn thiện bản thân. Sau đây là quan điểm về khôn được sống dại, được sống biết cũng được sống. Làm cách nào được sống an lành và lâu dài? Bạn có thể thực hiện các hành động sau. 1. Hãy tự tin và tin tưởng vào bản thân mình. Điều quan trọng không phải là bạn thông minh đến đâu, mà là bạn có lòng tự tin và kiên nhẫn để vượt qua khó khăn. Học hỏi và nâng cao kiến thức. Đầu tiên, hãy không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức của mình. Điều này giúp bạn trở nên khôn ngoan và giải quyết các vấn đề hiệu quả hơn. 2. Thực hành tự chủ và kiểm soát bản thân. Hãy chăm chỉ học hỏi và phát triển bản thân. Dù bạn có kiến thức thấp, nhưng không bao giờ là quá muộn để học hỏi và cải thiện mình. Hãy tự kiểm soát cảm xúc, hành động và suy nghĩ của mình. Điều này giúp bạn trở nên tự tin và phát triển mạnh mẽ. 3. Hãy biết lắng nghe và học hỏi từ người khác. Dù bạn có IQ cao, việc học hỏi từ người khác vẫn rất quan trọng để trở thành người thông minh hơn. Hãy luôn giữ tinh thần mở và sẵn sàng thích nghi với môi trường xung quanh. Việc linh hoạt và thích nghi sẽ giúp bạn sống tốt trong mọi hoàn cảnh. 4. Duy trì tinh thần lạc quan và tích cực. Hãy duy trì tinh thần lạc quan và tích cực. Sự lạc quan và tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Để sống an lành và lâu dài, hãy duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm chăm sóc sức khỏe, ăn uống cân đối, tập thể dục đều đặn và duy trì mối quan hệ xã hội tích cực. 5. Cuối cùng, hãy luôn tôn trọng và yêu thương mọi người xung quanh bạn và hành xử đúng mực trong mọi tình huống. Điều này giúp bạn tạo ra một môi trường sống bình yên và hạnh phúc. Cảm ơn quý khách và các bạn đã lắng nghe Trải nghiệm tâm tư, kênh Cảm xúc Trải nghiệm. Hãy thường xuyên nghe tin để thêm kiến thức, cảm nhận nhiều ý nghĩa hay. Hãy chia sẻ bài này để lan tỏa điều tốt đẹp trong tri thức và trong cuộc sống của bạn. Chúc các bạn nhiều may mắn, thành công, mạnh khỏe. Hẹn gặp lại các tập tiếp theo.